Hiện nay em 11 tuổi, còn anh 15 tuổi. Hỏi lúc tuổi em bằng 5 phần 7 tuổi anh, thì mỗi người bao nhiêu tuổi? Chúng ta cần đi tìm tuổi của em và tuổi của anh. Lúc mà tuổi em bằng 5 phần 7 tuổi anh. Khi đó thì nếu tuổi em 5 phần thì tuổi anh là 7 phần. Ta có thể vẽ cái sơ đồ đoạn thẳng để dễ hình dung hơn. Tuổi em khi đó là 5 phần. 1, 2, 3, 4, 5. Thì khi đó tuổi anh sẽ là 7 phần như thế. 1, 2, 3, 4, 5. Thêm 2 phần nữa. 6, 7. Thế còn cái dữ kiện đầu tiên thì cho chúng ta cái gì? Hiện nay em 11 thì anh 15 tuổi. Nó có một cái, đây là hai thời điểm mà nó có một cái đại lượng không đổi theo thời gian. Đó chính là hiệu số tuổi của hai anh em. Vậy thì từ đây chúng ta tìm được hiệu số tuổi mà anh hơn em. Anh hơn em chính là 15 trừ 11 bằng 4 tuổi. À, vậy thì lúc đó anh hơn em cũng 4 tuổi. Tức là 4 tuổi tương ứng với 2 phần. Vậy thì 1 phần bằng bao nhiêu? Số tuổi của 1 phần sẽ là 4 chia cho 2 bằng 2 tuổi. Từ đó ta tìm được tuổi em và tuổi anh. Tuổi em là 5 phần cho nên sẽ bằng 2 nhân với 5 bằng 10 tuổi. Còn là tuổi anh là 7 phần nên sẽ bằng 2 nhân với 7 bằng 14 tuổi. Vậy đáp số của ta là khi đó em 10 tuổi và anh 14 tuổi. Chúc mừng các con đã hoàn thành buổi học hôm nay. À, xin chào và hẹn gặp lại các con trong các bài học tiếp theo.